Con có thích không? Con có thích đi. Thích thì lấy đi. Hôm nay dẫn anh Duy và anh Đức đến thăm Buôn Đôn, là trung tâm của khu du lịch. Ở Buôn Đôn hôm nay gió rất là to. Đây, khi đi vào trung tâm của Buôn Đôn thì có rất là nhiều hàng hóa. Đức, con có muốn mua một cái gift chi về cho bạn không? Hả? À, ở đây hình như có một cái lược nè, lược hoặc là cái mấy cái túi ấy. Đó, cái ví nữa cũng được mà. Đây gọi là câu treo. Được ạ. Đây là lần đầu tiên hai anh em được đi câu treo. Rồi, rồi đừng đó quay lại bổ chung cho cái anh mà. Đức Duy, đừng quay lại đây. Quay lại chụp cái anh cái đã. Nó gì sợ chứ mà sợ. Rồi đừng đó. Chụp cái anh mà. Để chơi cho ba đi qua được. Quay lại. Sợ chứ hay. Rồi. Đi được. một hai ba ok. Là cơm trắng này hả? Đây là sông Serepok, còn sông ở Buôn Mê Thuột. Đứng đây ba bộ con ta chụp cái ảnh đi. Nhờ gì chụp được. Ở nắng cái câu nữa đẹp đẹp. Đừng ở đây này. Đó, đứng ở đây, ta chụp cảnh. Look. Che mặt em, cái ngón tay. Theo cái đâu Đức? Don't worry.
đi thẳng lên con đi đi này, dang chân ra đi hai bên. Gấm cái đi cha go cái hôm qua rồi mà đó. Good, good.
Lắc. Buổi chiều anh em Đức Duy bắt đầu hành trình tham quan thác cái gì? Thác đây là thác Rây Sáp à? Dạ? À dạ, nó bạn đâu nhìn để em đi lấy chứ. Để em đi lấy cho anh đừng đấy. Đây là cái thác nổi tiếng của Buôn Ma Thuột. Đứng đó chụp cái ảnh nào. Quay lại đây. Ok. Minh Phương có cần cọng không? Minh Phương có cần cọng không? Cọng. With me. Đi từ từ con. Duy Đức. Đi từ từ thôi. Cẩn thận con.
dây sạc. Không, máy cần phải. Đứng đây chụp ảnh đây. Khó quạt. Không cán gì đâu. Hey boy, I'm really tired. Xuống bên dưới đi, chụp cái thác cái đấy nhé. Go down. Đừng để ta xéo về đi. Được ạ. Đừng đó. Anh em đừng đó. Quay mặt lại đây mà. Đừng để anh nhớ chủ này chụp cái ảnh này con ơi. Đừng đó đây. Nhớ chủ này chủ chụp cái kìa. Đi xuống đi. Quét. Ra đây này, đừng để chụp cái ảnh được cái này. Quay mặt lại đây mà. Ok. Let's go. Go, go again. Đâu ấy? Nó tịt đường. À chà. Ai cái thằng
lại tập trung đó tới chụp cái ảnh mà xuống ngôi dưới nữa đấy đất xuống ngôi dưới dưới mấy cái tầng đá nhỉ. Đi 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 xuống dưới nữa cả chú nữa không có gì hết anh hả, chắc là nó đi sao. Đi xuống đi con. Đi à. Đi à. Đừng đấy này. Ok lốp. Buổi chiều anh em Đức Duy bắt đầu hành trình tham quan thác cái gì, thác đây là thác nó đây sao vậy? Dạ? À dạ, nó bạn đâu nhìn để em đi lấy chứ. Để em đi lấy cho anh đừng đấy. Không. Đây là cái thác nổi tiếng của Buôn Ma Thuột. Đứng đó chụp cái ảnh nào. Quay lại đây. Ok. Minh Phương có cần cọng không? Minh Phương có cần cọng không? Cọng.
With me. Đi từ từ con. Duy. Duy Đức. Đi từ từ thôi. Cẩn thận con. Nó rây sắp nó mãi cần thân đấy, chụp ảnh đây. Khó quật. Không cán gì đâu. Hey boy, I'm really tired. Xuống bên dưới đi, chụp cái thác cái đấy nhé. Rồi đâu? Đừng để ta xéo về đi. Được ạ. Đừng đó. Anh em đừng đó. Quay mặt lại đây mà. Đừng để anh nhớ chủ đi chụp cái ảnh của con này. Đừng đó đây.
Đây chú này chú chụp cho kìa. Đi xuống đi. Quê. Ra đây này, đừng đây chụp cái ảnh được cái này. Quay mặt lại đây mà. Ok, let's go. Go, go again. Đâu ấy? Nó tịt đường. À chà. Ai cái thằng. Lại tập trung đó, ta chụp cái ảnh mới. Xuống ngôi dưới nữa đấy. Đức. Xuống ngôi dưới, dưới mấy cái tầng đá nhỉ. Đi đi, đi xuống dưới nữa. Cả chú ý nữa. Không có gì hết anh. Hả? Chắc là nó đi sao. Đi xuống đi con. Here. Here. Up here. Đừng đây này. Okay, look.